Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và thấy rõ về những giá trị thực tế này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng không có chuyện là gì nhỉ? Giao dịch được mà chỉ nói mồm, phân tích về xu hướng, đọc lệnh trên thị trường rồi để lệnh chờ mà gọi đó là giao dịch. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải hiểu rõ khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ và có minh chứng bằng thực tế để nhà đầu tư nhìn thấy giữa những kiến thức thực tiễn trên thị trường khác xa so với cả những gì mà nhà đầu tư tưởng tượng hoặc là được những bọn nói mồm, dùng mõm. Chúng nói với cả nhà đầu tư rằng giao dịch là phải thế này hay thế khác mà không chịu chứng minh giao dịch live và sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch. Rất nhiều kẻ được gọi là Á quân Forex thế giới hay Pro Trader hoặc chủ các kênh YouTube đang chia sẻ về Forex, chủ các diễn đàn Forex hoặc những thằng ủy thác Forex hay copy trade đang dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thế nên nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải cẩn trọng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Chúng ta phải biết rằng đây là cả một quá trình dài và sự nỗ lực của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia trải nghiệm trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về vấn đề này, và trong tối nay thì lệnh đi lên thì tôi đã xử lý trong một cái video trước, và video trước thì tôi cũng có quay lệnh tôi thả, và đến bây giờ lệnh đi tiếp thì tôi lại lên cho nhà đầu tư. Và đây là trực tiếp là gì nhỉ? Toàn bộ các lệnh ra vào trên thị trường đều là được học viên của bản thân tôi trong cái đợt dịch này. Thì anh em ở nhà tôi 24/24 ở tại phòng chơi của tôi tại ở dưới khu biệt thự bên này thì trực tiếp theo dõi và những lệnh ra vào trên thị trường, học viên của bản thân tôi trực tiếp theo dõi và trực tiếp nhìn nhận và đánh giá toàn bộ cả quá trình giao dịch này trên thị trường. Và trước khi những diễn biến trên thị trường tôi đều phân tích, tôi đều cho học trò của bản thân tôi thấy rõ về những điều này. Thế nên khi chính bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex thì bản thân các bạn cần phải thấy rõ được những cái kinh nghiệm, những cái sự trải nghiệm ở trên thị trường từ chính những cái người thầy, từ chính những cái người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ phải minh chứng cho chúng ta, họ phải dẫn chứng vào trong thị trường thực tế, họ phải cho chúng ta thấy rõ được những giá trị của vận dụng vào trong thị trường thực tiễn. Thì có như vậy thì bản thân các bạn mới có thể đánh giá được rằng người đó có giao dịch được hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Chứ không có chuyện là nhà chúng ta tham gia vào, chúng ta chỉ nghe họ nói và thì nhà chúng ta chỉ thấy về những thứ mà ngay cả bản thân của bản thân họ đưa ra trên thị trường, chúng ta còn không thấy được rõ những giá trị của kinh nghiệm áp dụng vào trong thị trường thực tế mà chúng ta đã lao vào. Vậy thì trả giá đó là điều rất là khắc nghiệt. Các bạn phải hiểu rõ rất có quá nhiều nhà đầu tư đã phải trả giá cho những cái điều này. Thì tôi mong muốn rằng trên chính những con đường mà các bạn tham gia vào hãy nhìn nhận cho thật kỹ nha. Đó, thì đấy anh em nên đi chậm lại để hiểu nha. Thấy ăn sâu không? Thấy nãy ta bảo sell chuẩn không? Nhưng phải chờ. Đó. Các cây này ta bảo rồi, hôm nay thứ sáu là nhiều thằng Đức quả này. Ủa, thế nào chia sẻ nó nhanh vậy? Tao đâu có chia sẻ đâu. Sao mà nó biết là chia sẻ lên này? Ủa, tao đâu có chia sẻ đây đâu. Sao căng? Sao căng? Căng lắm, tình hình này căng lắm. Sao căng? Tình hình hơi căng. Căng quá. Đinh Nguyên Nguyễn mới tới tuần mà mình nằm kèm dưới tao mình dưới quy trình 2 tấm mình có không tấm trang. Không ấy giờ giờ tấm trang nó không có tin gì khác, nó đang thiếu thốn mà. Chào anh Huynh nha, nó thấy không, đánh nhàn nữa đó. Sao ngồi mấy tao thấy tự tin không? Cái khó nhất má là gì nhỉ? Rời tao ra mà nhận biết được điểm vào ra má tự tin chay nó mới là vấn đề. Thế bây giờ bản thân bây giờ anh em phải hiểu rõ là nhé, bây giờ anh em có tao vậy thì bây giờ tao có ai? Tao làm đéo có ai? Có đúng không? Vậy cái cuối cùng là nhà anh em phải tự chủ vào bản thân của anh em, chứ không thể nào tự chủ vào tao được, tao đâu có đi cùng cả anh em. Còn anh em mà giỏi quá rồi thì cần gì tao nữa. Món này đúng không? Dạ, ngon lắm. Cái gì ngon? Đồ ăn. Rồi. Ăn vô nó chắc tạo gì không? Cái gì? Muốn vậy. Rồi, đủ tuổi bóc lệch thôi. Ai? Bây giờ tao chỉ mày một chiêu, bọn nó sẽ không bao giờ bọn nó nghĩ mày già nữa. Bọn nó hỏi mày bao nhiêu tuổi, mày bảo anh mẹ 35 tuổi. Nó có hàm ý không? Xong rồi mày cười. Mày đi nó tất nhiên mày đi. Có hay không? Mà chiều này hay không? Cần thì phải mồng mẻ chứ cho nó khổ ra, sợ nó già. Bây giờ nó nhìn mày 35 tuổi, nó nhìn mày cười má nó xong phim chưa? Khác gì ô yên đâu, một anh cả ngã về không? Còn chắc không bao giờ dám làm trò đó. Tao hay ánh mắt thôi chứ còn tôi cười xong phát. Ánh mắt thì bảo anh 35 tuổi. Ở bên này có một học cào ăn mà để con bay gì đó. Sắp chiếu lại bây giờ tới Quỳnh Trang TV. Con chó này. Sao cái chiêu đấy hay không? Mà trầu tinh trì có phải nó cũng cười cái nụ cười đấy trong phim của nó. Kiểu nó thiếu tí một xíu. Khó. Nó hay nhưng mà nó thiếu tí xíu. Thằng này má hồi xưa nó chuyên đi battle rap luôn á. Trên cao đó, chỉ lộ nào. Chú em thằng Viso. Viso nó rap melody. Không, ý là hồi xưa thằng nó chuyên đi bên tù rác. Đúng rồi, nó bên Việt Găng á. Nó ăn cắp bên Liên mà. Bọn mày dành nhỉ. Này, đồi Đồi Sơn Hải Phòng, 80 người tiếp xúc với em không? À, mẹ. Tắt. Bây giờ mình ăn một cái mì sẽ củ cay này. Thì mày xuống ăn. Sẽ củ cay. Sao cái khu này nó có đúng không? Không. Giờ mình chạy 25 km. Số cây đầy ra. Ở đây làm gì có sơ củ cay đẹp xếp. Bây giờ mày đầy chặt đầy ra kìa. Sơ củ cay. Bạn trưởng tao 3 cái sơ củ cay. Gần ghê. Gần nhất 13 cây, 9 14 cây. Gần rồi, điêu thôi. Mày xuống mày thuê xe anh cho thuê này. Thuê xe nào này. Thuê xe nó dọc luôn. Cao tí star Mong 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 mong. Thôi cái gì ở lúc bây giờ ở thòng. Lúc bây giờ ở thòng. Star Tỉnh Thất Bồng Lai thua kỳ ngủ đòi bồi thường 3 tỷ, thuê hàng năm luật sư cũng không gánh được, cầm về cái điện. Cái iPhone của tao có hay gọi kiếm điện ghê luôn. Mày muốn không hay kỷ niệm cho tao? Kỷ niệm gì? Kỷ niệm của đang của giờ này năm trước rồi. Mày toàn năng ba cái bậy bạ, kỷ niệm là đúng. Mày phải làm Facebook, mày giống như Twitter, bố mẹ là mày. Rồi má sẽ có hình đấy trời. Má này, cho anh cho thầy xem mấy con đầu ấy. Ui, xạo má, còn nó đâu phải đầu này. Bà ấy mà đi ngang đây thôi bà ấy. Bà này hồi không. Còn mày nha, đang đây nè. Đang đây nè, chúng mày nói thì chúng mày phải. Xem cho bà, xem cho bà đi. Đấy là tao nói trước rồi đấy, còn không nương là tự mà lĩnh hậu quả đấy. Có ai đang xem không? Con này sẽ tóm đi. Phải nhắc cho con vợ nó biết thế nào là nai sừng tấm. Ừ. Ủa, cái lô cú bích. Cú bích yên lộn. Chứ đâu anh không cú bích yên lộn. Đúng rồi. Có việc đấy thôi. Thôi, tôi xóa. Tao bảo tắt tiếng. Okay. Đi một câu. Nói. Cái này là bùng. Nói tào lao đi rồi trả giá. Tắt. Anh bảo rồi mà. Tắt hết cho anh mấy cái kia đấy nha. xôi giờ cái hội hồ này nè, các bạn anh em hạn chế Zalo vào nhé. Tú nha. Yeah. Hạn chế Zalo vào cho tao. Em đâu cho tao xem nào. Không zoom được nè thôi. Chân dài, ốm này, khó ngắn. Thế là bị mày phá rồi. Q22 tao mới chỉ mỗi lần tính thêm một ngày đó. Mấy thằng chưa vợ đi ngồi nghe thằng Khang Thái nó hót cho. Mai mốt đéo bao giờ lấy được vợ đâu. Bây giờ qua chơi BD à? Ủa sao thằng Thắng không thấy qua chung vui rồi bọn bên kia? Khác tuổi. Khác gì cùng nhau hết. 92 là 92. Mẹ, anh em mình nói chuyện. Thế mà hôm nọ mà tao thấy mày tán gái mà mấy tiếng đồng hồ đấy. Thế tại sao mày gái này mày đưa cho tao, tao 80 tao khác mày. Hãy có vợ ai đâu ý. Tao làm gì cũng đã có vợ, tao còn đang sợ ấy đây này. À, xong bộ này mai mang lên người. Rồi qua đây, cây này qua rồi, thấy dấu hiệu chưa? Đây tiếp tục này, cây này đây đi này, vậy khả năng tiếp không? Rồi, chờ đây này, cây này mà bọn nó quay lại để đánh nha là bọn nó từ nan. Thiếu kinh nghiệm mà bây giờ quay lại đây đánh này, khả năng là má nó vít cho lên đây luôn. Thế nên ví dụ ở đây đập lại cái này là tao đéo đánh đâu. Biết tại sao? Bởi vì má tao đã chết những cái này nhiều. Hiểu chưa? Chúng mày biết là tại sao mà chúng mày sai nhiều? Bởi vì đấy, chúng mày thiếu kinh nghiệm. Rồi kinh nghiệm của tao là kinh nghiệm kiếm được ra tiền, nên là tao ngồi tao chơi và tao cẩn thận. Đó. Tỷ lệ thắng đây có đúng là 100% lệnh chưa? Bây giờ đánh thấy đóng lệnh này. Từng lệnh tao đi cho anh em xem trực tiếp từ hôm mà thằng Khang Thái vào đây, từ lúc cứu tài khoản cho chị Diễm cho đến giờ. Nếu bà Diễm nghe tao đến giờ là kiếm được khoảng 150 triệu lệnh. Chị Diễm. Ok nha, xong rồi ra ngoài ngồi chơi, thằng ấy ra ngồi đánh để mô tao, thằng Thắng này ra đánh. Chị buồn quá, chị gỡ lên nhộn nhỏ nha, đang làm và những cái không nên nói nha. Rồi thì gói ai đấy để cho tao quanh đây. Các bố nói nhỏ thôi nhá. Các bố nói là phải hạn chế vào, hiểu vấn đề chưa? Đang gì? Đang like đi nha các bố nha. Có gì các bố rủ nhau vào toilet nói. Con gái chẳng có gì nói lớn lớn cho anh tham gia mà. Tú ơi, Tú ơi, mày chia sẻ những vụ thầm kín này cho anh thôi. Đó, mai đi là mang theo hai con này đi. Rồi, thuộc ra. Đấy, đấy, thêm thì ta mang đi nhiều hơn. Đó. Cái đó ổ tức thêm mày. Đó. Để lên xếp đồ. Còn thiếu mấy cái bao nữa. Nè, mua máy không? Không. Hộp anh thôi. Nó hộp không hộp anh. Tưởng tượng cả tôi gửi hình này ngay. Xong bà thôi vô. Con nào đây? Trời, mày khác, mày sai lầm rồi. Xưa mày nghĩ rằng mày thợ săn nhưng thực ra mày con mồi thôi con ạ. Má ta đảm bảo mẹ anh Thi là về nhà hôm nay là cắt mẹ hết lạnh. Trước đó có rồi một chút là cắt. Xong bắt đầu đi xem live, tao bắt đầu mới lại toán. Thôi chào tạm biệt anh em nhé. Mai anh em tôi lên đường đi sớm. Thế nha. Chúc anh em giao dịch thành công. Và hôm nay thứ Sáu cuối tuần rồi. Chúc anh em một ngày có một buổi cuối tuần vui vẻ, đã chuẩn bị đón Noel nha và kiếm được nhiều tiền. Ok nha. Xin chào tạm biệt mọi nhà đầu tư. Rồi hôm nay này, hôm nay đứt đây rồi này. Xong rồi đấy.